ông sẽ không bao giờ vô địch chỉ với những đứa trẻ. Đối mặt với những lời trào phúng, Sir Alex chẳng hề bận tâm, tiếp tục dẫn dắt đội trẻ của MU chiến thắng tất cả. Trong trận đấu với Wimbledon, một tuyệt tác treo bóng từ giữa sân thành bàn đã đưa tên tuổi của David Beckham rạng danh khắp Vương quốc Anh. Kết thúc mùa giải, Ryan Giggs, Paul Scholes cùng những thành viên đội trẻ Quỷ đỏ áp đảo Newcastle giành chức vô địch. Camp Nou 1999, những đứa trẻ của Sir Alex phải tốt nghiệp, đối đầu với Bayern Munich hung mạnh. Thế hệ vàng 92 của Quỷ đỏ có màn ngược dòng kinh điển. Đám trẻ chẳng thể vô địch đó đã hoàn thành cú ăn ba vĩ đại. Năm 2003, Beckham đến Bernabeu xa xôi. Câu lạc bộ lại chào đón Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Đội bóng của Sir Alex vẫn là bá chủ ngoại hạng Anh. Họ từng trải qua cảm xúc cuồng nhiệt trong đêm mưa Moscow, cũng chưa từng quên khoảnh khắc đối mặt với Barcelona, đôi tay run rẩy nắm chặt của Sir Alex. Nhưng họ vẫn mãi mãi đi vào lịch sử của Manchester United. Giống như Sir Matt Busby từng nói, Manchester chính là thiên đường của tôi.